Mạnh Tiến xin kính chào anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình xin đập hộp đây Vanker 2020 mới nhất, hot nhất và chào đón 2021 FX 20 Plus. Thì bên ngoài nó không khác gì con FX 8 và FX 9 ở trên thị trường. Nhưng cái điều đặc biệt hơn này, con này nó có cái tua rua ngay từ ở bên ngoài các anh em nhá. Và cái điều đặc biệt nhất là có điều khiển remote này. Điều này tính năng này chắc là hay hơn một chút, hiện đại hơn so với cái cả các cái vang FX 8, FX 9 ra trước đó. Thì con này bên trên cũng có một tấm xốp này. Đây. Tấm xốp này, đây có điều khiển remote của nó đây. Nhìn qua cũng biết đây là loop nguồn này, đây là Bluetooth này, tăng giảm âm lượng này, EQ này, revert này, có tiếng nói này anh em ạ. Này cái này chắc có tiếng nói đây. Đây, tiếng nói của Bluetooth đây, model đây anh em nhá. Đấy. Tiếp theo, bên trong có một sợi dây nguồn này. Dây nguồn này các bạn này. Đấy. Bên trong là sách hướng dẫn sử dụng và cần anten. Sách hướng dẫn sử dụng và cần anten. Có một đôi pin để cho chiếc điều khiển này và một chiếc chỉnh lúm anh em nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy con vang FX9 này ra cho anh em mình xem. Đây. Bên trong có những cái gì nào? Nó cũng lặng y chang luôn. Theo tay mình cầm cân chỉnh nó cũng lặng y chang như con FX8, FX9 anh em ạ. Rồi. Rất hay. Con này nó hay hơn FX8, FX9 ở chỗ là cái nút của nó thì là như này. Toàn bộ bên trên đều là nút xoắn hết bằng trắng bạc anh em ạ. Mạ bạc. Mạ màu bạc. Đây. Đây nút volume của nó thì xoắn làm hơi sần sùi một chút. Để nó không như FX8, FX9 thì nó gọn hơn. Nó tròn, còn cái này nó sần sùi để mình dễ vặn này. Công tắc nguồn y chang như FX8, FX9 này, FX9 này. Có USB này. Có màn hình này. Con này có màn hình vuông ở đây. Màn hình vuông ở đây, cũng có input này. Tạm trừ black luôn tiến lùi này. Có USB này. Rồi. Cũng có màn hình như FX8 luôn, FX9 luôn. Đây. Đằng trước mặt trước y chang. FX chang. Khác là chữ black FX20 thôi, Plus. Khác mỗi chữ black này. Thêm được cái lúm màu vàng là màu bạc đây anh em ạ. Đây. Hai bên này là màu bạc luôn. Đây. Bên trên thì cũng có khắc chữ lách đây và cũng có tem. Thì mình cũng xin nói với các bạn như này này, tất cả đều là hàng Trung Quốc nên anh em đừng có bảo là hàng này là hàng công ty rồi này kia thì mình cũng rất là khó nói chuyện, nhưng mà thực tế là mình cũng không biết. Đây, nó là hàng Trung Quốc. Nếu mà đây hàng Trung Quốc còn thử âm thanh thì nó luôn là hàng tàu. Đây FBX thì mình cũng chưa biết được là hàng tàu, để phải đi video sau thì mình mới biết được. Đây đằng sau như này, đằng sau cũng có cổng nguồn này, cổng cáp quang này. Cái này là tín hiệu Bluetooth này, cái này out vào nhạc ra nhạc vào này. Mic volume này, đều có mic, cổng mic chỉnh mic ở đây, EQ gì vào chỉnh đây. Cổng ra súp có luôn này. Đây cái này ra súp có luôn này anh em, cổng mic ra đây này, cái này có cổng mic ra này, hiện đại hơn tí. Cũng như vậy y chang. Không khác gì. Không khác gì. Đấy thì vừa rồi mình đã đập hộp con FX20 Plus nhá. Thì nó khác một chỗ là có điều khiển này anh em này. Đây. Có mỗi cái điều khiển hơn nhau ở cái điều khiển này. Có điều khiển remote này, đấy và thêm được cái nút bạc ở đây. Đấy, có lấy nút bạc ở đây. Thì anh em nhớ like và đăng ký giúp mình thì để kênh sau mình sẽ làm con video test cái con FX20 này anh em nhá. Rồi. Một nữa Mạnh Tiến xin kính chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại video sau nhá.